bạn mang thai hay đang cho con bú và băn khoăn về chế độ dinh dưỡng của mình. Em bé của bạn liệu đã phát triển đúng tiêu chuẩn? Mẹ và bé nên ăn uống như thế nào để đảm bảo dinh dưỡng mà vẫn cảm thấy ngon miệng? Bạn hãy an tâm, băn khoăn của bạn sẽ được giải quyết. Với sự tư vấn từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia, phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng dành cho bà mẹ và trẻ em được phát triển bởi Vụ Sức khỏe bà mẹ trẻ em và công ty Ajinomoto Việt Nam sẽ hỗ trợ bạn. Xây dựng thực đơn dựa trên ngân hàng thực đơn có sẵn. Với 2.500 món ăn cho mẹ và bé, khẩu vị Bắc, Trung, Nam, tất cả đã sẵn sàng. Dễ dàng thay thế từng món ăn, chỉ qua vài cú click chuột. Nguyên liệu và giá tham khảo ở ngay đây rồi. Công thức chế biến chi tiết đến từng gram, nấu ăn không còn là trở ngại. Mong muốn tự xây dựng thực đơn linh hoạt cho từng bữa ăn. Thao tác nhanh chỉ trong vài phút. Theo dõi sức khỏe mẹ và bé, cập nhật thông tin liên tục trên phần mềm. Cân nặng chiều cao của bé có đạt chuẩn WHO. Tất cả đều được phần mềm theo dõi. Kiểm tra nhanh chế độ dinh dưỡng chỉ bằng vài thao tác đơn giản, khảo sát thói quen ăn uống, hoạt động thể lực và các thói quen. Có ngay lời khuyên dành cho bạn. Bí quyết nấu ăn ngon, tham khảo ngay phần mềm. Đơn cân bằng dinh dưỡng, công cụ kiểm tra và theo dõi sức khỏe, thông tin tư vấn bổ ích. Tất cả gói gọn trong phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng dành cho bà mẹ và trẻ em. Truy cập dinhdưỡngmẹvabé.com.vn hoặc dinhdưỡngmẹvabé.mch.vn và bắt đầu chế độ dinh dưỡng cho mẹ và bé ngay hôm nay.